Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Bóng Đá Today. Và ngày hôm nay, trước khi đến với những thông tin chi tiết thì chúng ta đừng quên ấn đăng ký kênh và ấn chuông để cùng cập nhật những tin tức bóng đá mới nhất và sớm nhất các bạn nhé. Còn bây giờ thì bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Mauricio Pochettino chốt bến đỗ trong mơ. Son Heung-min hay nhất tháng 10 ngoại hạng Anh. Bruno Fernandes từng là một trung vệ. Willian chơi tệ là do Arsenal. Theo The Athletic, huấn luyện viên Mauricio Pochettino đã nhắm tới 4 bến đỗ tiềm năng trong lần tái xuất bằng ghế huấn luyện. Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên Sky Sport cách đây một tuần, huấn luyện viên Mauricio Pochettino tuyên bố sẵn sàng tái xuất làng bóng đá nếu nhận được lời đề nghị phù hợp. Chiến lược gia người Argentina ngồi chơi sơi nước từ khi chia tay Tottenham vào hồi tháng 11 năm ngoái. Daily Mail dẫn nguồn tờ The Athletic cho hay. Những bến đỗ tiềm năng mà Pochettino nhắm đến gồm MU, Chelsea, Man City và Paris Saint-Germain. Trong số này, MU nổi lên như ứng viên hàng đầu. Quỷ đỏ không gây nhiều ấn tượng dưới thời của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer trong suốt 2 năm qua. Các nhà cái danh tiếng đã mạnh dạn đặt tỷ lệ 6/5, đặt 5 ăn 6 cho khả năng quỷ đỏ sa thải Solskjaer, đứng đầu danh sách những huấn luyện viên có nguy cơ mất việc sớm nhất ngoại hạng Anh. Bên cạnh đó, Pochettino chính là ứng viên số 1 để thay thế Solskjaer. Trên thực tế, ban lãnh đạo MU chưa có thái độ dứt khoát với Solskjaer. Quỷ đỏ đang dẫn đầu vòng bảng Champions League và với cục diện phức tạp ở ngoại hạng Anh mùa bóng năm nay, họ vẫn đủ sức cải thiện thứ hạng. Hiện tại đang xếp thứ 14 trên 20 đội bóng. Mặt khác, quá khứ chỉ ra MU không có thói quen sa thải huấn luyện viên trưởng ngay đầu mùa giải. Cả David Moyes hay Jose Mourinho đều chờ tới hết giai đoạn lượt đi hoặc ít nhất là tới tháng riêng mới phải ra đi. Solskjaer dự kiến không phải ngoại lệ. Cũng như MU, Man City, Paris Saint-Germain hay Chelsea đều chưa có dấu hiệu mất kiên nhẫn với Pep Guardiola, Frank Lampard hay Thomas Tuchel. Khá bất ngờ khi danh sách bến đỗ tiềm năng của Pochettino do Athletic liệt kê lại không có Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia đang trải qua giai đoạn mùa giải bất ổn, khiến chiếc ghế của huấn luyện viên Zidane lung lay. Thời gian gần đây, báo chí Tây Ban Nha cho hay câu lạc bộ Athletic Bilbao cũng ngỏ ý mời Pochettino về. Tất nhiên, về sức hút, đại diện của La Liga khó lòng cạnh tranh với 4 ông lớn kia. Phong độ tuyệt vời của Son Heung-min trong tháng 10 đã giúp anh có lần thứ 3 trở thành cầu thủ hay nhất giải ngoại hạng Anh. Theo đó, ngôi sao người Hàn Quốc đánh bại 7 ứng viên khác, trong đó có đồng đội Harry Kane, để giành danh hiệu cầu thủ hay nhất tháng 10 của ngoại hạng Anh mùa bóng 2020-2021. Ngoài Kane, danh sách ứng viên còn có Chi Adams của Southampton, Conor Wardy của Wolverhampton, Pablo Fornals của West Ham, Jack Grealish của Aston Villa, Thiago Silva của Chelsea và Kyle Walker của Man City. Đây là lần thứ 3 Son Heung-min được ban tổ chức ngoại hạng Anh vinh danh ở giải thưởng này. Trước đó, cựu cầu thủ của Bayer Leverkusen giành danh hiệu này vào tháng 9 năm 2016 và tháng 4 năm 2017. Trong đội hình của Tottenham, Son cũng là cầu thủ đầu tiên thắng giải này kể từ tháng 8 năm 2018 cho đến nay. Ở 3 trận trong tháng 10 tại ngoại hạng Anh, Son Heung-min đều lập công cho Spurs. Tiền đạo người Hàn Quốc lập cú đúp trong chiến thắng 6-1 của Tottenham trước MU. Anh tiếp tục lập công và kiến tạo khi đối đầu với West Ham. Đến trận thắng Burnley vào hôm 27 tháng 10, bàn duy nhất của Son giúp đội bóng giành 3 điểm. Từ đầu mùa, Son đã chính 8 trận cho Tottenham và ghi 8 bàn. Chân sút sinh năm 1992 đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại ngoại hạng Anh mùa bóng năm nay. Ngoài Son Heung-min, 3 cầu thủ khác đang có 8 bàn là Mohamed Salah, Jamie Vardy và Calvert-Lewin. Những ngày qua, truyền thông Anh đưa tin Tottenham chuẩn bị mời Son Heung-min ký hợp đồng mới. Hợp đồng hiện tại của cầu thủ người Hàn Quốc có thời hạn đến mùa hè năm 2022 và mức lương là 140.000 bảng trên một tuần. Theo The Guardian, Tottenham sẵn sàng trả Son Heung-min 200.000 bảng mỗi tuần để giữ chân ngôi sao này đến hết mùa hè năm 2025. Dù chơi hay, nhưng trong một phát biểu mới đây, Son Heung-min cảm thấy anh chưa nằm trong nhóm những cầu thủ hay nhất giải đấu. Tôi chưa từng nghĩ về điều đó, nói thật, chưa một giây phút nào. Tôi luôn cố gắng làm những điều tốt nhất cho Tottenham và cho đội tuyển quốc gia, nỗ lực thể hiện khả năng của bản thân. Việc chơi bóng ở đội tuyển quốc gia rất khác so với ở Spurs. Những lời chia sẻ của tiền vệ người Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ khiến huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer phải suy nghĩ. Bruno Fernandes đang được cả thế giới biết đến là một tiền vệ tài năng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trong quá khứ, chàng trai người Bồ Đào Nha từng là một hậu vệ phải, trung vệ và tiền đạo. Mới đây, anh đã tiết lộ những điều thú vị này trên truyền hình. Khi bắt đầu chơi bóng đá, tôi thường xuất hiện ở vị trí trung vệ hoặc hậu vệ phải. Tôi thích chơi ở vị trí hậu vệ phải bởi khi đó
tôi rất năng nổ, là người luôn đưa ra những pha tắc bóng và làm tất cả mọi thứ. Nếu là một trung vệ, tôi được chơi tự do, sẵn sàng theo kèm các tiền vệ cánh nếu hậu vệ phải của chúng tôi không kịp thời có mặt. Có một huấn luyện viên từng nói với tôi rằng nếu cậu muốn trở thành ngôi sao hàng đầu, hãy chơi ở vị trí trung vệ. Còn nếu chỉ muốn là một cầu thủ giỏi, cậu phải chơi ở hàng tiền vệ. Tôi từng nghĩ ông ấy đã sai, nhưng có lẽ ở vị trí trung vệ tôi có thể chơi tốt hơn nhiều. Vào thời điểm đó, mọi người đều nói tôi là một trung vệ giỏi, thông minh, biết bọc lót ở cả hai bên. Sau khi có cơ hội đến với cấp độ lớn hơn, tôi đã nói với huấn luyện viên rằng mình không muốn làm một trung vệ nữa và hy vọng được chơi ở vị trí tiền vệ. Một lần, huấn luyện viên xem danh sách các cầu thủ rồi thốt lên: "Ồ, chúng ta không có tiền đạo." Ngay lập tức tôi nói: "Tôi sẽ trở thành một tiền đạo." Ông ấy tiếp tục nói rằng tôi chỉ là một trung vệ. Tuy nhiên, trong buổi tập tôi đã ghi 2 bàn và hoàn toàn thuyết phục ông ấy. Nhờ vậy tôi đã được chơi ở vị trí tiền đạo trong một trận đấu. Sang đến trận đấu thứ 2, tôi giống như một số 9 ảo. Dần dần tôi chuyển về vị trí số 10 và số 8. Chắc chắn người hâm mộ Manchester United sẽ cảm thấy bất ngờ vì điều này. Liệu huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer có sử dụng Bruno Fernandes ở vị trí trung vệ hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Lời phát biểu thẳng thắn của một cựu danh thủ về tình cảnh hiện tại của ngôi sao người Brazil. Mùa hè năm 2020, Arsenal đàm phán thành công để mang Willian về với Emirates sau khi bản hợp đồng của cầu thủ người Brazil với Chelsea đáo hạn. Thực tế, dù vấp phải nhiều hoài nghi, nhưng chữ ký của Willian mang lại niềm tin nhất định cho pháo thủ thành London. Bởi vì dù sao, kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao cùng với khát khao của ngôi sao tấn công này vẫn còn rõ rệt. Dù vậy, thời gian qua là khoảng thời gian Willian thể hiện phong độ thiếu ổn định. Có cảm giác như cầu thủ sinh năm 1988 chưa thực sự hòa nhập và còn nhiều vướng mắc với lối chơi do Mikel Arteta định hình cho Arsenal. Mới đây, phát biểu về điều này, cựu danh thủ John Barnes đã lên tiếng. Ông cho rằng Willian đang khó khăn phải hòa nhập với một tập thể thiếu sự ổn định và nhất quán. Barnes nói trên sóng truyền hình như sau: "Willian đã đến với một đội bóng thiếu nhất quán, lỗi không phải do bản thân cầu thủ mà là do đội bóng mà cậu ấy đang khoác áo. Nếu Willian đến một đội bóng ổn định và đang thi đấu tốt hàng tuần, cậu ấy sẽ là một cầu thủ tuyệt vời và là sự bổ sung hoàn hảo. Một khi Arsenal cho thấy sự ổn định, nhất quán cùng với tinh thần thi đấu lên cao, lúc đấy Willian sẽ phát huy hết tố chất cá nhân của mình." Bản tin ngày hôm nay của Bóng Đá Today đến đây là kết thúc. Đừng quên like, share video và để lại ý kiến ở phần comment. Và theo dõi, cập nhật thường xuyên những bản tin bóng đá mới nhất đến từ Bóng Đá Today các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.